chào anh. Hi. Wow, hân quá. Bữa nay có Thúy Hạnh come visit me. Quyến rũ trên sàn diễn, thu hút với rất nhiều những hình ảnh trên tạp chí và rất nghiêm khắc trong vai trò giám khảo, Thúy Hạnh xuất hiện như một người phụ nữ đa tài. Nhưng với món ăn của ngôi sao, một Thúy Hạnh đầu bếp sẽ xuất hiện như thế nào? Thực ra thì cái công việc của Hạnh thì nó cũng hơi bận, nhưng không phải vì thế mà Hạnh sao lãi những cái việc chăm sóc gia đình. Ông xã thì và các bé nữa cũng rất là thích ăn các cái món bún mà Hạnh làm, nên mọi người cứ trêu là ở nhà cứ trêu là quán bún bà Hạnh. Bên cạnh đó cũng rất hay làm những cái món salad và những cái món finger food để cho mọi người có thể dễ dàng vừa ăn vừa uống nhẹ nhẹ một chút được. Khi mà được biết là sẽ gặp một cái người đầu bếp và được học từ anh một món ăn mà anh đã từng nấu cho một người rất là nổi tiếng bên Mỹ thì cũng rất là thú vị chứ đúng không? Và cái món ăn mà anh Jack Lee mang đến cho ông Randy thì sẽ có những cái sự mới lạ như thế nào? Nói chung là rất là thú vị và tò mò nữa. Với món ăn đã từng được vị giám khảo tài năng của American Idol thưởng thức, Thúy Hạnh sẽ vào bếp và thực hiện nó lại như thế nào? You have a lot of experience in cooking, right? Yes. You're also a food judge? Yes. Yeah. For what show? Cho chương trình Top Chef đầu bếp đỉnh thì là em đang làm vị trí là host. Iron Chef. Iron Chef nữa. Thì em cũng làm vị trí làm food reporter. Bữa nay là chắc là hơn lắm á. Có Top Chef, Master Chef. Bây giờ anh cho phép em thực hiện một số những cái cắt nhé. Gọi là mình gọi là làm bếp dao đúng không anh? Dạ. Yeah. Mà vấn đề là cắt cái này mà không cẩn thận nó chảy nước anh ạ. Hết. Mình phải cắt từ mình từ phải cắt từ bên bình vìa trong, cắt ra. Dạy em tỉa hoa đi. Những cái trái cây này nếu mà mình để lâu thì nó cũng sẽ dễ bị thâm, nó sẽ bị đen cái màu của trái cây. Nên nếu mà mình làm nhanh thì trái cây nhìn nó sẽ tươi hơn. Hôm nay thì Hạnh thấy anh Jack là một người rất là nhanh, rất là tài ở trong gian bếp. Tại vì khi mà một người hướng dẫn có cái kỹ năng về training thì họ nói mình hiểu nhanh lắm. Thứ hai nữa là anh khéo tay về cách trang trí này, rồi khéo tay cả về phần cắt tỉa dao. Anh dạy Hạnh những cái cách cắt dao đơn giản nhưng mà lại rất là hiệu quả. Pinya là trái thơm. Vâng. Colada là trái dừa. Trái dừa. So pina colada salad đó là có thơm, thơm có dừa. Dừa. Và mình bỏ một chút cái Malibu rum ở trong. Okay. Cái tôm này là mình tôm tươi và mình luộc, sau đó tôm mình bóc luộc. Vào. Bên cạnh đó thì mình cũng lấy ra cái đầu đen của nó đúng không? Mình lấy cái tâm á. Vâng. Xin hỏi hai đứa con bao nhiêu tuổi vậy? À, bé như em thì một bé là 8 tuổi và một bé 6 tuổi rưỡi. Trời ơi, giống Trác gì á, Trác cũng có con gái là 8 tuổi á. À, xin hỏi Thúy Hạnh, hai đứa bé thích ăn cái gì vậy? Bé lớn ý, thì rất là thích ăn cá hồi. Thì Trác thì bữa nay hơn quá rồi, Trác thì bữa nay có làm cá hồi. À thế hả? Cá hồi là đi Pháp. Mình sẽ follow cái này ha. Vâng. Cái này là cái mẫu. Wow, công nhận. Hả? Thúy Hạnh, very good skill, plating too. Hả? Cutting, plating, coi kìa. À, đẹp hơn chắc nữa. Sao kỳ vậy? Hả? What is what's wrong here? I'm the chef. What do you think? You think this is beautiful? Yes, yeah, very beautiful. Thì em thấy thì nó quá đẹp đi, hình thức là quá đẹp và có rất là nhiều màu sắc, có đầy đủ vitamin nên là mình có rất là nhiều đầy đủ chất dinh dưỡng trong này.
Okay, so part of cái piña colada là có thơm với dừa. Vâng. Right? Đây so là thơm. Fresh, tươi. Vâng, tươi. Okay. Coconut sữa. Yeah, coconut milk. Okay. A little bit. Muối, tiêu. Một chút gia vị. Okay, vô. So to balance it, mình bỏ một chút Malibu. Malibu. And then your acid. Có acid vô. And then finally you put a little bit of oil. This is actually olive oil, okay? All right. So this is done. Okay, so I'm gonna let you try. Let's try a little bit. Not bad. So quý vị, cái này là piña colada salad. Chắc bữa nay hơn quá làm với Thúy Hạnh. Okay. Beautiful. Piña colada salad.